Gần 500 năm qua, đây là quái vật đại dương chết chóc và đáng sợ bậc nhất trên trái đất. Giới thủy thủ dày dặn kinh nghiệm gọi nó là quái vật đáng sợ của đại dương bởi những thứ vũ khí chết người mà nó mang trong mình. Được xem là cửa ngõ tiến vào vùng biển Nam Cực khắc nghiệt, eo biển rộng khoảng 1.000 km, có tên là Brash Basis, được giới thủy thủ mệnh danh là quái vật đại dương và xếp vào danh sách đen, vùng biển chết chóc bậc nhất hành tinh. Kỳ số 11 tiếp theo trong series những khu vực nguy hiểm nhất hành tinh đưa độc giả dạ khám phá vùng biển đáng sợ được phát hiện trong thế kỷ thứ 16 sau chuyến hải trình vòng quanh thế giới của nhà thám hiểm nổi tiếng người Anh. Từ đại hải trình vòng quanh thế giới trong thế kỷ thứ 16, Magellan Ascano Circumnavigation diễn ra từ năm 1519 đến năm 1522 là tên của chuyến hải trình vòng quanh thế giới đầu tiên trong lịch sử nhân loại do nhà thám hiểm hàng hải người Bồ Đào Nha Vers Desnac Mas Galan sinh năm 1480 và mất năm 1521 và nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Gauss Basque, Sebastian Elcano, năm 1486 là năm sinh và mất năm 1526 cùng thực hiện. Năm 1519 thì thuyền trưởng Fes Dennis chỉ huy con tàu Victoria cùng với đoàn thủy thủ ưu tú của mình khởi hành từ Sanfiu Tây Ban Nha lên đường tìm kiếm tuyến đường biển từ Tây Ban Nha đến Đông Á qua châu Mỹ và trên Thái Bình Dương. Chuyến hải trình kéo dài 3 năm trở thành dấu mốc quan trọng ghi lại sự kiện lần đầu tiên con người đi vòng quanh trái đất bằng đường biển. Mặc dù thuyền trưởng Ferdinand Magellan bị giết trong trận chiến Maxan diễn ra vào ngày 27 tháng 3 năm 1521 giữa thổ dân và đoàn thủy thủ trên hòn đảo cùng tên của Philippines, nhưng nhà hàng hải xuất xứ Basque Trans Sebastian Escano cùng với 18 thủy thủ còn sống sót đã hoàn thành chuyến trở về Tây Ban Nha năm 1522 với vai trò là thuyền trưởng thay thế. 58 năm, năm sau thì phó đề đốc Francis Drake năm 1540 và mất năm 1596 nhà thám hiểm hàng hải tuyền trưởng người Anh sống ở thời nữ hoàng Elizabeth đệ nhất là người thứ hai thực hiện đại hải trình vòng quanh thế giới lần thứ hai trong lịch sử nhân loại. Trong chuyến đi thực hiện trong 3 năm từ năm 1577 đến năm 1580 ấy, khi di chuyển giữa mũi đất Cape Horn, điểm tận cùng về phía nam của châu Mỹ và các đảo Nam Switzerland cách bán đảo Nam Cực 120 cây số về phía bắc, phó đề đốc Francis Brad. và con thuyền của ông đã lạc vào vùng biển dữ dội nhất thế giới lúc bấy giờ. Và may mắn thay thì mặc dù thuyền bị đẩy trôi dạt vào vùng eo biển này, nhưng Francis Brad vẫn còn sống sót và tiếp tục lên đường chinh phục hải trình đã đặt ra. Vì là người đầu tiên phát hiện ra và sống sót khi qua vùng nước dữ dội này, Francis Red đã đặt tên nó theo họ của mình. Ngày nay thì eo biển Red Basses vẫn là một vùng gió bão khủng khiếp bậc nhất hành tinh, là cơn ác mộng của mọi thuyền khi qua đây. Sau chiến công vòng quanh thế giới đó, thì phó Địa đốc Francis Red đường nữ Hoàng Anh, phong tước hiệp sĩ gọi là Sir Francis Red. Nhờ những cuộc phát kiến địa lý vĩ đại của các nhà thám hiểm hàng hải thế giới thời thế kỷ thứ 16, nhân loại mới biết đến những vùng đất mới, những vùng biển mới. Riêng đối với eo biển Brest Basse, vì sự nguy hiểm được tính bằng mạng sống của thủy thủ của nó nên phải mất rất nhiều năm sau, khu vực này mới được con người ghé qua nhiều, phần lớn là những nhà thám hiểm hoặc là những nhà đi biển lão luyện. Đặc sản chết chóc của Brest rộng 1.000 km, vùng eo biển brest Basse nằm giữa mũi nam của Nam Mỹ và vùng đảo ở phía bắc của Nam Cực. Eo biển này có tên gọi khác là Mars de Horses, Seas of the Horses theo tiếng Tây Ban Nha. Mối nguy hiểm chết chóc nơi đây đến từ nhiều yếu tố. Đầu tiên là những dòng nước biển ấm và lạnh cùng tồn tại dưới các luồng nước brest Basse. Sự hòa trộn hai dòng nóng lạnh trong khu vực chỉ rộng 1.000 km không có bất cứ khối đất đá ngầm nào giảm tốc, không chỉ khiến cho luồng nước di chuyển cực mạnh mà còn tạo nên hàng loạt sát thủ đáng sợ cho giới đi biển như là các cơn sóng thần lớn hoàn toàn có thể nhận chìm tàu thuyền của người đi biển bất cứ lúc nào. Thứ hai, vì nằm gần Nam Cực nên Red Basel là thủ phủ của những luồng gió cực mạnh và cực lạnh. Với vận tốc gió đạt khoảng 10 m trên dây, nhiệt độ luôn dao động từ 5 độ C xuống đến âm 3 độ C. Thứ ba, Tại Brest Basel, mọi dự báo về thời tiết gần như đều bị những cơn bão biển lớn vô hiệu hóa. Người ta rất khó nắm bắt được khi nào thì sẽ có bão và khi nào sẽ không tại vùng biển đáng sợ này. Những luồng nước chảy xiết với lưu lượng lên tới 150 triệu mét khối nước mỗi giây, gấp 600 lần lưu lượng nước trên sông Amazon kết hợp với những cơn gió lạnh, cắt da, cắt thịt và những trận bão biển khổng lồ không thể dự đoán trước, tất cả đã biến Red Passage trở thành một trong những vùng biển chết chóc nguy hiểm và khó lường nhất của đại dương trên trái đất. Và đối với thủy thủ đoàn, và những người đi biển tìm Red Bassai không khác gì một quán vật đại dương đáng sợ. Tuy, phần thưởng cho những ai can đảm tiếp cận vùng biển dữ dội này chính là hệ động vật phong phú tại đây. Tại các vùng biển xung quanh Red base là nơi trú ngụ của các loài cá tuyết, mực, hải cẩu, cá heo, chim cánh cụt, nhiều loài chim biển và các loài cá voi. Vì thế, gần 500 năm sau khi được phát hiện thì Red base và chuyến hải trình khắc nghiệt vượt qua nó trong 48 giờ. Thời lượng trung bình của một con tàu khi qua đây là điểm khát khao của nhiều nhà thám hiểm đại dương trên thế giới ngày nay. Chiến thắng tự nhiên, xây dựng tinh thần thép sau mỗi chuyến đi, được ngắm nhìn động vật biển phong phú và vượt lên chính mình, tổng hòa lại là chiếc cúp vô địch cho những nhà đi biển ưu mạo hiểm của thế giới. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.